Xin thân ái chào các bạn, mình vừa qua cầu Tân An các bạn. Trước mặt các bạn là một cái bùng binh, rẽ bên tay trái là vào thị trấn Bình Định cũ, tức là phường Bình Định bây giờ, còn đi thẳng là cái đường tránh Bình Định và đường tránh Rạch Đá. Thì ngay chỗ đây người ta có một cái khu người ta bán mai các bạn. Hôm kia thì mình lên mình quay cái khu bán mai để cho các bạn xem rồi. Nhưng mà mình không biết là ở Bình Định đang có cái đợt triển lãm mai bonsai bạn, mai của các nghệ nhân trồng mai á. Vì Bình Định là người ta gọi là thủ phủ của mai vàng các bạn, của cả nước á. Cho nên ở Bình Định họ muốn tạo một cái thế mạnh của Bình Định á, là người ta tổ chức một cuộc triển lãm mai vàng Bình Định. Thì theo mình biết là từ ngày 29 từ ngày 26 cho tới ngày 29. Thì hôm nay mình lên thì trúng ngày 28 rồi bạn, tức là còn một ngày mai nữa là hết á. Thì thôi mình cũng cố gắng đi lên đây để quay cho các bạn tham quan cái khu triển lãm mai vàng các bạn. Từ đây đi lên nó cũng một đoạn á, đi vào cái đường tránh Rạch Đá luôn á. Thì sẵn mình đi coi trên cái đường có gì mình quay các bạn xem. Đây là cái khu bán mai ở trước trung tâm đăng kiểm nè. Hôm kia mình đã quay cái chỗ đây rồi bạn. Mấy cái xe Nam Bắc đây là đi đường dài, đây là người ta ghé người ta mua mai đây luôn. Mai Bình Định. Còn ở trong kia là khu triển lãm các bạn. Triển lãm là đi vô cái đường tránh Rạch Đá. Cái chỗ đây xe cộ cũng đông mà. Đây còn mấy xe tải hình như là do người ta đậu lại để người ta mua mai á. À, mình đi vô đằng trong rồi luôn. Đây mấy cái chậu mai chọn đây, chuẩn bị để đi. Đây mấy người đây đi xe con cũng mua một số mai. Rồi mình đi, mình tạt qua sơ sơ để mình đi vào cái khu triển lãm các bạn. Đây bây giờ mình đi vô cái đường tránh Bình Định và đường tránh Rạch Đá. Tức là lên đây sẽ có một cái bùng binh nữa các bạn. Bùng binh đó là có một con đường đi xuống đầm Thị Nại đang làm. Đường từ thành phố đường từ thị xã An Nhơn đi xuống đầm Thị Nại, phía tây đầm Thị Nại. Thì theo mình tìm hiểu là ở An Nhơn này bạn, thế mạnh của An Nhơn là mai vàng bạn. Thì theo mình tìm hiểu là ở cái thủ phủ mai vàng Bình Định đây là có khoảng 1.500 hộ trồng mai các bạn. Chùa nhiều ghê luôn, mình không ngờ là nhiều đến như vậy. Thì theo mình nhìn trên Google Maps thì mình thấy khoảng 20 làng mai gì đó, nhưng mà theo thống kê là 1.500 hộ trồng mai Tết, cung cấp ra thị trường khoảng 1,6 triệu chậu mai trong một năm. Như vậy thì cũng nhiều ghê luôn các bạn. Doanh thu cái hoạt động sản xuất mai này á ở An Nhơn là khoảng 80 tỷ cho đến 100 tỷ đồng một năm à. Cho nên hiện nay là Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn đang quy hoạch một cái vùng để mà trồng mai tập trung với diện tích theo mình biết là 145 hectare mà. Đây là một khu cũng buôn bán mai luôn mà, và thêm cúc rồi hoa gì nữa đó, mình xa mình nhìn không rõ. Đây người ta cũng chở đi chở về gì đây. Đây là một cái khu ngay cái đường đi vào phường Bình Định các bạn, đường hai chiều.
và bên kia là đường tránh Bình Định. Bây giờ mình đi cái đường thẳng này bạn, là đường tránh Đập Đá để đi vào cái khu triển lãm. Cái khu này buôn bán mai cũng rộng các bạn. Hôm trước mình cũng quay rồi. Hôm trước là mình vô chợ Đập Đá mình cũng quay cái đoạn đây rồi, mà mình tưởng là cái chỗ đây là triển lãm mà, nhưng mà không phải các bạn em. Là triển lãm là nằm ở khu khác, còn khu đây là khu bên kia họ đề một cái bảng là cái khu mua bán mà. Khu mua bán mai chứ không phải là triển lãm. Của các cái làng mai họ tập trung mà họ bán. Để mình vào khu triển lãm coi thử có những cái mai nào độc đáo mình quay các bạn xem cho vui. Cho mình cũng không rành cái kỹ thuật bên trồng mai đó mà. Đây là có cái bảng này mà. Triển lãm mai vàng nghệ thuật này và hội thi chim cảnh thị xã An Nhơn. Nó nằm khuất sau cái cây mà. Từ 26 tới 29 bạn. Địa điểm này là khu trưng bày mai ở thôn Trung Định các bạn, xã Nhơn An. Thì theo mình tìm hiểu là đi lên đây một đoạn mà. Lên đây một đoạn khoảng chắc khoảng cỡ cây số. Đây mấy người tập trung mua mai. Đây là mai chân bán rồi mà. Đây đang đèn đỏ đèn xanh cho thấy xe đứng lại, mình xe máy lon lon đi được. Đây là mình đi vào cái đường tránh Đập Đá các bạn. Đường này là đi lên Phù Cát luôn á, đi lên cái ngã ba mà rẽ về sân bay Phù Cát luôn, tức là không có đi vào thị trấn Đập Đá. Đây họ trên đoạn đường này là họ cũng đem mai ra bán mà. Đây là cây xăng dầu số 18. Điều này thuộc quốc lộ 1 các bạn. Cho nên là xe lớn chạy khá nhiều. Đây là toàn xe container. Thấy cái xe vừa rồi trước mặt các bạn là ở đâu, ở Sài Gòn á, thấy đề Sóng Thần. Số biển số 51 các bạn, là chắc khu công nghiệp Sóng Thần. Đây nhìn vào hình như đây thì rất Đập Đá các bạn. Xa lắm. Cách cũng chắc phải khoảng gần cái số mà. Theo mình đoán cỡ gần cái số. Ồ, bên đây người ta bán thêm cúc rồi nữa mà. Ồ, cái dọc đường này người ta bán nhiều lắm. Mai. Ồ, đây là một cái vườn mai luôn nè bạn. Ở dưới đây là một vườn mai luôn. Đúng là Bình Định là thủ phủ mai. Ồ, mấy cái mai này nở quá rồi bạn. Đúng là thủ phủ mai vàng mà. Mai không à. Đây vườn mai vàng Bốn Minh. Chỗ đây buôn bán cho nên là người ta dừng lại, người ta mua mai mà, cho nên là nó khá đông xe cộ. Đây nữa, đây gọi là mình cởi xe máy xem hoa rồi bạn.
Hồi xưa là cưỡi ngựa, cho bây giờ là cưỡi xe máy. Ruộng hình như là đang vào vụ đông xuân rồi bạn. Nói chung ở Bình Định đang vào vụ đông xuân, lúa lên cũng hơi khá cao ạ. Hình như là cái chỗ khu triển lãm là chắc cách gần tới rồi ạ. Đây là cầu Phò An 1. Cái đường này mình cũng ít đi đó bạn. Đường này là dành mấy người mà đi sân bay Phú Cát, họ hay đi đường đây nè. Xe đi sân bay Phú Cát họ đi đường đây tránh đập đá nè. Dọc cái đường này là gần như là mai không à. Một rừng mai luôn á. Nhưng mà bữa nay sao thấy mai nở hơi nhiều. À, trong đây có cúc này. Trong đây một cái vườn có cúc có mai. Để mình hỏi thử cái triển lãm chỗ nào. Chắc là trên kia. Đây cầu Tân Dương. Cuộc trên này mai nữa. Trời ơi, đường này quá trời mai luôn. Mai không. Đây là cái chùa Hưng Long. Để mình hỏi đi. À, anh ơi cho hỏi cái khu triển lãm mai ở đâu anh? Đi ra ngoài cái cầu ra nha. Dạ. Yeah. Đi ra ngoài cái cầu đụng cái ngã ba anh đi lên. Đi lên phía đây hả? À, đi lên phía đây. Dạ, cảm ơn anh. À, đi lên đây bạn, đi lên đây là tới ngã ba là có cái cầu đi rẽ qua phía tay trái. Ồ đây cũng mai không rồi bạn, mà sao chỗ đây mai nở. Ồ một vườn mai luôn bạn, đây một vườn mai luôn bạn ơi. Đúng là ở đây người ta đang quy hoạch một cái khu trồng mai tập trung, nhưng mà không biết là trồng mai tập trung như thế nào bạn, tại mỗi người chăm sóc theo mỗi cách, không biết là tập trung là người ta là dự tính là làm như thế nào thì mình cũng chưa rõ. Đây thì chắc là Tết người ta mới bán hay sao, hay người ta còn để trong vườn. Bên đây cũng vậy này, còn để trong vườn. Đây mai còn để trong vườn rồi bạn. Đây họ đem ra bán nè. Ôi cái khu triển lãm còn xa. Nhìn xa tút kia là có cái tháp ở chùa Thiên Hưng đó bạn. Đây nè, xa lắm. Chắc mình đoán là phải cây rưỡi số. Cầu Trung Định này. Đây. Như vậy là chắc sắp tới nè. Tại cái chỗ triển lãm là thôn Trung Định các bạn. Thị xã Nhơn An. À, thôn Trung Định xã Nhơn An. Thị xã An Nhơn. Nhơn An mà thuộc An Nhơn rồi. À, phường Nhơn An hay là xã chứ? Hình như phường đó mà. Thị xã thì An Nhơn, mà thôn thì Trung Định nữa. Đây này, thôn Trung Định nè, xã Nhơn An mà, xã chứ không phải phường, xã Nhơn An. Ồ chắc tới rồi bạn, thấy cờ xí treo tùm lum này. Đây đúng là khu triển lãm này. Đây đường Trung Định luôn ạ. Đây bạn,
À vậy là cái chú đó ông nói lộn rồi, bên phía tay phải mà. Đây khu triển lãm nữa, mình đi một vòng thử coi. Mình trước hết mình cưỡi ngựa, à, cưỡi xe máy các bạn, xem hoa trước các bạn, chút nữa mình vào cận cảnh mình xem. Đây cái khu rạp, còn ngoài đây là hình như của người ta trồng, anh ta để bán mai mà. Còn triển lãm là cái khu đây. Đây triển lãm mà. Căng tin. Bữa nay mình đi là hơi trễ rồi bạn, còn ngày mai nữa là hết rồi. Đây bạn, triển lãm mai vàng nè và hội thi chim cảnh. Chim cảnh không biết là thi chừng nào. À, đây có một cái mai ngay giữa sân khấu bạn, cho cái mai này cũng độc đáo, mình không rõ, mình cứ quay cho các bạn xem. Nói chung mà trồng mai nếu mà rành thì có những kỹ thuật uống cây theo những cái phong cách gì đó bạn, rồi thế mai này kia thì mình cũng không không rõ lắm. Trên kia là buôn bán rồi bạn, đây triển lãm là mấy cái cây dưới phía dưới đây, mình đi mua lại rồi. Bây giờ mình bỏ xe rồi mình đi vòng vòng, mình quay cận cảnh các bạn xem cho rõ hơn. Mình ra mình bỏ xe. Bây giờ mình đi vào cận cảnh rồi. Đây là bonsai thanh tùng. Mình cũng không à. Mình cứ đi lòng vòng coi thử mà. Đây coi cái mai này, cái thế thì mình thấy đẹp đẹp đẹp, mình cứ quay mấy cái mai các bạn xem. Đây tác phẩm này bạn. Xuân Vũ. Đây bạn có logo này bạn. Mai vàng Bình Định này, có mã QR này. Đây, mai vàng Bình Định. À, mình lại mình xem cái cây đây, thấy người ta đang bàn bàn cái gì mà. Thank you.
xem 50 năm Mai Vàng nghệ thuật, nghệ nhân Sáu Hiệp, xã Nhân Phong. Quay clip xung cái đó, làm clip xung luôn đó. Vậy ở trên xuống cho nó khác khác giống cái bộ này. Cái này nó khoảng 12 triệu. Nhưng mà cái loại đây chú mua cũ lại thành ra 5 triệu. Cho nó là bây giờ phải được mấy. Cái này nó có nhiều bộ cái tấm luôn. Mà nó gọn nhỏ. Của cái hãng Amplicam. Nếu mà làm nghề thì đâu đấy. Đi ngoài chơi thì ở đây cũng quay xuống sách xuống. Thank you.
chú. Quay ông lên cái dưới mình. Mày cho ông lên để gì thằng ai em. Anh em nhà quay cho đi. Cho 4 kèm á. Ở đây á. Dạ. Bao nhiêu? Là được ghép mà. Phải ghép sao nữa? Ghép mà lại. Ghép chứ đâu phải cây riêng đâu. Ghép mà lại là 4 kèm. Tại cho 4 kèm. Do cái gốc. Cây cũ nó khác vậy, nó ghép lại vô. Cây này cũng còn cây già cây ghê. Dạ đâu. Đây là khả năng ngày trước người ta nuôi trong chậu. Sao người ta người thả ra đất. Bị hư nè. Người thả ra đất.
không phải hư được anh. Hư anh cái ghép cho nó, nếu nó liền lạc anh đợi gì cho khó. Nó là cây ngoài đất anh bứng vô chậu anh thấy chết nha. Anh phải cô tay lại chứ. Thế đâu phải nuôi được chậu từ trước đâu mà. Vô gần lẹ lành hết rồi. Ở đây 4 cây mà. Sao anh cứ chết em. Sao anh cứ tại vì tới mấy cái này biết ghép này. Hay quá ha, ghép hay quá. Không mình ngay cái nhang rồi, không lấy nhang rồi. Nhang hàng nó kia này. Không một cái đây đi, nó đi. Lão mai nói chung mình không rành nữa bạn, mình không rành lắm. Mấy anh em người ta đi tham quan người ta hiểu biết người ta nói thôi, mình cũng không rành. Phía bên kia hình như là mai người ta bán, bên kia như bán phải không ạ? Bên kia khu người ta bán, còn triển lãm ở giữa này có số. Ồ, đây mới cái gốc. Nãy giờ anh nói giờ mình mới để ý mà. Ở cái đây mình thấy đơn giản nhưng mà nhìn cái gốc mà thấy cầu kỳ rồi. Gốc mai. À, quan trọng là cái gốc là chứ không phải là cái mai. Ồ, gốc ghê kìa. Này ghép hay quá rồi. Đây. Bonsai thanh tùng. Trên này mấy gốc nhỏ kìa, nhìn mới hay mà. Nhỏ mà cái gốc ghê luôn. Cây đây thì lớn. Có ghép mà mình là không rành lắm mà thấy cái gốc cũng khá lớn nhưng mà thế thì uốn éo thôi, nó mình thấy bên kia nó nhỏ nhỏ mà hay hơn mà. Không biết các bạn sao theo mình thì nếu mà nói về sự sống các bạn, thì nếu nói về sự sống thì hình như vậy mình làm như vậy nó có, nếu mình nghĩ về sinh vật các bạn thì mình nghĩ như vậy là mình bức bách nó, tại vì cây cảnh mà mình phải cho nó theo cái ý của mình á, thì mình phải nói chung là phải cưỡng bức nó đi theo một cái hướng mà mình áp đặt nó, thì như vậy thì mình thấy cũng tội cho cái cây mà theo mình thấy cũng tội cho cái cây, nó không được mọc tự nhiên.
đẹp thì có đẹp đó bạn, đẹp là công phu cái người mà ta chăm sóc, nhưng mà mình nếu mình nhìn một góc độ khác thì mình thấy tội cho cái cây rồi, nó bị cưỡng bức. Ồ, cái này góc giống như tự nhiên mà đẹp quá, cái này đẹp. Mình đi xa xa. Đây bạn, sinh vật cảnh phường Nhân Hưng. Có số điện thoại. Bình vậy. Bây giờ là mình xin phép dừng video và mình đi về. Trước khi đi về thì mình chạy lại một vòng quanh cái khu triển lãm Mai Vàng Bình Định nha bạn. Còn cái hội thi chim cảnh á thì bây giờ hiện tại bây giờ ở đây mình không thấy các bạn.
mình chỉ thấy mai còn cái sân khấu người ta làm ở giữa kia, thì bây giờ hình như là người ta khai mạc hồi nào mình hôm 6 bạn, bữa nay mình lên đây tới hôm 8 rồi, cho nên là mình không nắm hết. Thì thôi bây giờ mình đi một vòng các bạn tham quan, giờ này hơi trưa rồi bạn, giờ mình đi về.
thôi tới đây mình xin dừng video các bạn. Chúc các bạn thưởng thức thủ phủ mai vàng Bình Định vui vẻ. Xin phép chào các bạn.